Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc với đại diện lãnh đạo công ty MM Mega Markets Việt Nam, thành viên thuộc tập đoàn BRC Thái Lan, để nghe đơn vị này trình bày kế hoạch phát triển dự án đại siêu thị tại quận Đi Chiểu. Theo chiến lược của BRC, dự án sắp tới sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đại siêu thị dựa trên mô hình của BC Thái Lan. Tổng diện tích hơn 19.000m2 tọa lạc tại ngã tư đường Nguyễn Sinh Sắc, Lê Doãn Nhạ và Trần Văn Kỷ, quận Đi Chiểu, trong đó 30% diện tích dành cho siêu thị và 70% còn lại là không gian chung phục vụ vui chơi giải trí. Dự án đại siêu thị hứa hẹn sẽ đem lại cho người dân thành phố cũng như du khách có thêm điểm mua sắm giải trí thú vị. Hiện MM Mega đã đấu giá thành công khu đất nêu trên và chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ tài chính để được cấp phép quyền sử dụng đất và triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh giao Ủy ban Nhân dân quận Niên Chiểu và các sở có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định rút ngắn thời gian cấp phép hoàn thành trước ngày 5 tháng 10 để dự án được khởi công đúng tiến độ. Đối với dự án trong tương lai, BRC mong muốn xây dựng thêm trung tâm MM Food Survive tại quận Sơn Trà. Đây là mô hình trung tâm phân phối và bán sĩ cho nhóm khách hàng có nhu cầu mua hàng số lượng lớn và nhóm khách hàng chuyên nghiệp. Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận và cho biết mô hình này thành phố cũng rất quan tâm, yêu cầu nhà đầu tư xúc tiến các thủ tục theo quy định, thành phố sẽ tổ chức đấu giá đất và tích cực hỗ trợ để dự án đi vào thực tiễn trong thời gian sớm nhất.